Đại lễ Kiều Đăng hôm nay chào đón các vị chúng tiên. Ngọc Đế có chỉ, Võ Đức Tinh Quân có công lao bảo vệ thiên đình, đề bạc Thế Chỗ Thần bảo hộ Bảo Liên Đăng để bảo hộ thịnh thế triều đình ta. Nghi lễ thỉnh đèn không được có sơ suất. Dân người đến là ai? Đây là xảy ra chuyện gì? Đại lễ Triều Đăng bắt đầu. Võ Đức Tinh Quân nghe lệnh, lập tức đi thỉnh Bảo Liên Thần Đăng. Thần nhận lệnh. Đây chính là Bảo Liên Đăng sao? Xem ra sư phụ ta nói không sai, quả nhiên quyền diệu. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Thật to gan, thế mà dám trộm đèn. Ngưng đạn kim cung, đuổi theo. Tên trộm chạy đi đâu? Hôm nay đúng lúc ta có thể lập công. Vậy mà lại chơi thuật che mắt với ta. Đây là chuyện gì? Thần bảo hộ đèn vẫn chưa về vị trí. Chúng ta thành kính thỉnh đèn, làm lại đại nghiệp. Thiên địa Bảo Liên Đăng. Người đâu? Bảo vệ Ngọc Đế. Báo, âm ti địa phủ đã bị ma khí che phủ. Người đến đó thăm dò vẫn chưa trở về. Báo, nước đen nhập dần khắp Đông Hải. Long cung với Tam Thái Tử đi dò xét. Người đâu? Có, bắt tên trộm này lại cho ta. Khởi bẩm thiên quân, Bảo Liên Đăng bị trộm mất. Chúng thần đã bắt lấy kẻ trộm, mong thiên quân minh xét. Thế mà lại là hắn. Quả nhiên là thần thống bất chính. Cửu cửu hắn là thiên quân đó. Đúng là người này làm điều ác. Này đừng nói bừa. Ý giờ cửu cửu là thiên quân, cả ngày dương dương tự đắc, chẳng qua chỉ là tên yêu quái quyết thống bất chính mà thôi. Yêu không ra yêu, tiên không ra tiên, người cũng không ra người. Người bên ngoài dù ồn ào cái gì thế? Tàng Bảo Cát mất trộm, Dương Tiễn bị bắt rồi. Cái gì? Tàng Bảo Cát mất trộm, Dương Tiễn bị bắt rồi. Sao người không nói với ta sớm? Dương Tiễn, trẫm hỏi ngươi, Bảo Liên Đăng giờ đang ở đâu? Cửu cửu, vậy ta lại muốn hỏi ngược người. Lời những người này nói đều là thật. Rốt cuộc cha ta là ai? Rốt cuộc mẹ ta đang ở đâu? Mẹ ngươi. Lẽ nào ta thực sự giống như họ nói? Ta chỉ có một nửa là thần, là một quái thai. Dương Tiễn, trẫm hỏi ngươi lần cuối, giờ Bảo Liên Đăng đang ở đâu? Cho dù ta thần thống bất chính thì cũng không đánh được các người trừng phạt ta. Dương Tiễn, ngươi ghen ghét ta lấy đi chức trách bảo vệ Bảo Liên Đăng nên cố ý trộm Bảo Liên Đăng đi, nhưng không ngờ lại bị ta bắt gặp. Còn nói là bị oan uổng nữa không? Cửu cửu, người không tin ta. Chúng thần mong thiên quân nghiêm khắc trừng phạt Dương Tiễn. Khởi bẩm thiên quân,
theo tiên quy, tự ý xông vào bảo tàng cát sẽ bị đầy xuống trần gian, chịu đựng nỗi khổ luân hồi 10 kiếp. Dương Tiễn, ngươi tự ý xông vào bảo tàng cát, mạo phạm thiên quy, trừng phạt. Không cần người phạt, ta sẽ tự làm rõ mọi chuyện. Còn về các người, nói về cái đèn rách nào đó, nếu ông này rảnh rỗi sẽ tìm giúp các người. Dương Tiễn, chuyện gì vậy? Ta hợp nhất với đèn thần, lục giới sẽ trở lại trong lòng bàn tay ta lần nữa. Ta đã chờ đợi ở đây vạn năm, đến nay đèn thần và yêu quái ba mắt đều xuống nhân giới. Tìm ra đứa bé đó cho ta. Tung chỉ. Đáng ghét. Qua đây A Tinh. A Tinh, mau qua đây. A Tinh, cô xem, anh cô lại nhìn trộm chúng ta. Các cô lại đổ quan cho ta. Ta chỉ đi qua đây thôi. Huynh, mỗi thấy huynh lại muốn ăn đòn rồi hả? Các cô nhìn xem đó là ai? Giật cả mình, đáng sợ quá. Chúng ta đi thôi. Ta đánh đồ háo sắc nhà ngươi, dám ngắm cả con gái của Dạng Lăng Trấn ta, xem ta có đánh ngươi. Mau đi thôi. Đi, đi bẩm báo với lão đại. Cô là ai? Chỗ này là ở đâu? Chỗ này là trấn Vạn Lăng. Ngươi bị thương rồi, là huynh ta cứu ngươi về. Ngươi mau bỏ tay ra. Bỏ tay ra cho ta. Vừa rồi có phải sờ tay mụi ta rồi không? Đánh gãy tay ngươi giờ. Ta là ai? Ta mặc kệ ngươi là ai. Lưu Ngạn Xương, ngươi ra đây cho ta. Mụi à, ta mới quyết định đi đến nơi xa, mụi chăm sóc tốt cho mình nhé. Có phải huynh lại ra ngoài đánh bạc không hả? Đánh bạc, huynh chỉ biết bài bạc thôi. Lão gia, điều làm ổn thỏa rồi. Điều ổn thỏa rồi. Trên trán hắn có một vết sẹo, nhưng mà giống như một tên ngốc vậy, chẳng biết cả mình là ai. Lùi xuống đi. Ta tìm thấy tên nhóc yêu quái ba mắt rồi. Con trai ta. Ma quân nhất định sẽ khiến con sống lại. Nhân gian một năm trước, Đăng thần nương nương hiển linh, cứu lấy con trai ta. Ta vốn là tiên quan trấn giữ thiên giới, sau khi bị giáng xuống trần gian thì kết duyên với mẹ của nó. Đây là cốt nhục duy nhất của chúng ta. Đã chết nhiều ngày như vậy, chôn cất sớm đi.
nương nương. Không giống sao? Đám đàn ông các ngươi cũng thật là luôn muốn người ta đến, đến rồi lại không chút cảm kích. Nào dám, nào dám. Là ta có mắt không trồng. Nương nương hiển linh cứu con trai ta, thực sự cảm kích không hết. Cứu nó cũng được thôi, cũng phải lấy gì đó ra đổi chứ. Chỉ cần nương nương cứu con trai ta thì ta nguyện ngày ngày dâng cúng, làm trâu làm ngựa cho nương nương. Nương nương muốn gì? Ngươi, linh hồn của ngươi làm cái giá phải trả. Muốn con ngươi sống lại thì phải làm ta sống lại trước. Lấy được Bảo Liên Thần Đăng, tìm thấy yêu quái ba mắt. Tên yêu quái ba mắt có thể biết về tương lai, nhưng mà khả năng này chưa được thức tỉnh. Với cơ thể phàm trần của ngươi, thực hiện sẽ càng có lợi hơn. Cho dù cha có tan thành tro cốt cũng phải cứu con. Sự kiên nhẫn của ta sắp hết rồi. Tên háo sắc này cũng ăn khỏe quá đi. Vậy huynh còn muốn giữ hắn không? Ta không ở lại, các người cũng không biết ta là ai. Huynh đệ, dù sao ngươi cũng không nghĩ ra mình là ai, không bằng ở lại đây trước, rồi từ từ nhớ lại. Phường nhậm chỗ ta vừa nhận mối làm ăn, đang cần sức người. Chỗ chúng ta bao ăn bao ở. A Tinh cô nương, trước kia ở dưới sông ta không có ý dọa cô đâu. Muội à, hắn không nhớ mình tên là gì, vậy gọi hắn thế nào đây? Gọi là Nhị Lan. Cái tên này cũng thú vị đó. Nhị Lan. Huynh đài, huynh là Đại Lan. Ta không phải Đại Lan. Ngươi tránh ra. Ăn cơm ở trong bếp. Muội à, hôm nay muội đưa theo tên háo sắc này lên trấn đưa giải nhé. Đây là gì? Thú vị quá. Công tử, xem chút đi. Công tử, mua cái đi. A Tinh, A Tinh, cô mau qua đây xem. Bên đó náo nhiệt quá. Lễ đăng thần. Lễ đăng thần là gì? Sao các cô lại đón lễ đăng thần? Mau đi thôi, cô nói ta nghe tại sao các cô lại đón lễ đăng thần đi. Sắp không đưa xong giải rồi.
A Tinh, cô xem có phải cái mặt nạ này đáng yêu lắm không? Tránh ra. A Tinh, cô đợi ta. Cô sao thế? A Tinh, có phải ta vừa dọa cô sợ rồi không? Tức giận rồi à? Lý Đại Thiện Nhân phát tiền thưởng rồi. Lý Đại Thiện Nhân phát tiền thưởng ở Tú Xuân Lâu rồi. Mau đến đi. Lý Đại Thiện Nhân là ai? Ở đó. Lý Đại Thiện Nhân đúng là người lương thiện. Các chị bà con gần xa, Lý Đại Thiện Nhân nhà ta phát tiền thưởng cho mọi người này. Lý Đại Thiện Nhân đúng là người lương thiện. Quyên tiền xây đường đào giếng không nói, còn chủ trì tu sửa miếu đăng thần, tổ chức lễ đăng thần, cầu phúc cho trấn. Lại còn tốt như vậy à? Còn phát tiền nữa. Nghe ta nói. Người đâu? Ai nói đó? Không nhìn thấy? Ở đây này. Bảo Liên Đăng. Bảo đăng này 8 sao 8 đồng, ngọn đèn sáng rực, cầu nguyện chắc chắn linh nghiệm. A Tinh, cô nói bảo đăng 8 sao 8 tên, cầu nguyện có linh được không? Chỉ bán 2 lượng 8, linh mới lạ. Các bà con, Bảo Liên Thần Đăng chỉ bán 9 lượng 8. Bảo Liên Đăng bị trộm mất, chúng thần đã bắt lấy kẻ trộm. Bảo Liên Đăng giờ đang ở đâu? A Tinh, ta nhớ ra rồi, ta phải tìm đèn. Ngươi nói cái gì? Ta nói hình như ta phải tìm một cây đèn. A Tinh, đứng lại. Vị công tử này mời đi với bọn ta một chuyến. Các huynh đệ còn ngay ra đó làm gì? Mời công tử lên đường. A Tinh, tại sao bọn họ muốn bắt ta? Đi thôi. Sao ta lại mạnh vậy? Mau lên. Đi thôi. Mau lên. Tay của cô bị thương rồi. A Tinh, đi thôi. A Tinh, dân lão đại. A Tinh, không sao chứ? A Tinh, A Tinh. Cô tỉnh rồi à, A Tinh? Vết thương của cô thế nào rồi? Huynh ta đâu? Lưu đại ca đi báo quan rồi. Không sao. Ta vừa thấy trên tay cô có màu đỏ ấy là gì? Đây là lời nguyền từ khi ta sinh ra. Một khi bị thương sẽ phát tác. Con sẽ nhìn thấy một vài chuyện chưa xảy ra, nhưng rất chân thật. Ta đã sớm quen rồi. Ây da, ít nhất cô còn biết thân thế của mình. Ta còn chẳng biết mình là ai nữa. Ban ngày ngươi nói ngươi muốn tìm một cây đèn.
Không phải. Tự mình vẽ đi. Tự mình vẽ đi. Cây đèn này hình như ta thấy ở đâu đó rồi. Hắn cũng không phải người của Trấn Vạn Lăng. Sao đèn ở đây lại có liên quan đến hắn được? Không phải mùi xem bức tranh này dễ y hệt. Chắc chắn không phải. Chắc chắn là phải. Mọi người nói cái này hả? Không phải sao? Không phải. Sao lại không phải rồi? Rõ ràng hắn vẽ cái đèn này giống hệt nhau đó. Quỳnh xem cái này rõ giống. Cố chấp. Háo sắc. Ngươi đến chỗ này chưa? Ta không có ấn tượng. Miếu Đăng Thần. Theo truyền thuyết, vào vạn năm trước, ma quân ngu ngốc hiện thế. Nữ thần tiên tay cầm bảo đăng trấn áp ma quân, trả lại thái bình cho lục giới. Bách tính nhớ đến ân đức đó nên gọi ngày hôm đó làm lễ đăng thần, qua đó biết ơn đăng thần nương nương. Háo sắc, có phải không? Nhìn có vẻ giống đấy, nhưng lại cảm giác không giống. Tôi lại lên đó rồi. Xuống đây, xuống đây. Lát nữa có người vào đó. Lại là mấy người các người. Có người chi tiền bảo bọn ta mời các ngươi đi một chuyến. Không ngờ hôm nay ngươi lại tự dân mình tới cửa. Vậy chắc chắn các ngươi biết ta là ai? Tên háo sắc, đâu ra lắm câu hỏi thế? Ta thấy ngươi. Lưu đại ca. Đại ca, đại ca, ngươi biến đi. Đi, đi mau. Vô thượng ma quân đuổi thần trói tiên, bảo vệ tính mạng, ứng biến không ngừng. Vô thượng ma quân đuổi thần trói tiên, bảo vệ tính mạng, ứng biến không ngừng. Đã đưa người tới rồi. Vô thượng ma quân đuổi thần trói tiên, bảo vệ tính mạng, ứng biến không ngừng. Cáo từ. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao cứ tìm ta suốt? Ngươi quen ta sao? Ngươi có nhớ cây đèn này không? Mẹ con đã tự nguyện ở lại núi Thúy Bình để trấn áp hỗn độn. Chiếc trăm long phượng này là tín vật mẹ con để lại cho con. Con bẩm sinh đã có ba mắt, sau này ác sẽ là thần canh giữ Bảo Liên Đăng. Mẹ. Mẹ gì cơ? Đen. Ta không biết Bảo Liên Đăng gì hết. Ta chưa từng thấy nó. Nói đi, ta không biết. Ta thực sự không biết. Nhị Lan. A Tinh. A Tinh. A Tinh. A Tinh, ta ở đây. A Tinh. Đi thôi. Nguy rồi, nguy rồi. Một ngày trên trời bằng một năm dưới địa ngục. Dương Tiễn. Dương Tiễn. Cái đồ ngốc này, nhảy xuống đó làm gì?
cái đồ ngu ngốc. Thiên quân, chuyện này thần có trách nhiệm. Thần hạ giới tìm Bảo Liên Đăng, thần sẽ đích thân đưa Dương Tiễn trở về. Đi 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 đi, đều tại ngươi. Nếu Dương Tiễn phản kháng, giết không cần bàn. Bái triều. Nhiều tháng sau dưới nhân gian, từ sau khi A Tinh cô nương cứu ta, hai chúng ta luôn phiêu bạt bên ngoài. Cô ấy nói sợ liên lụy tới ca ca mình. Cô thổi bài gì thế? Không có tên, chỉ là chút tài mọn của ta khi ở ngoài một mình thôi. Ở ngoài một mình, cô có đại ca mà. Lưu đại ca có lòng tốt thu nhận ta về Trấn Vạn Lăng. Hiện giờ Trấn Vạn Lăng nguy hiểm bốn bề, chúng ta có lẽ không thể cứ ở đây tiếp nữa. Cô không thể về được, chỉ vì cứu ta. Ngươi biết là được rồi. Cảm ơn cô đã luôn ở bên cạnh ta. Ngươi cứ nghĩ cho bản thân mình thì hơn. Từng nghĩ xem sau này sẽ làm gì chưa? Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng. Chẳng lẽ là thần vật trong truyền thuyết đó sao? Rốt cuộc ngươi tính sao? Chỉ khi tìm ra Bảo Liên Đăng, ta mới biết nên làm gì. Cha mẹ ta là ai? Ta là ai? Cô có đồng ý cùng tìm với ta không? Nếu Bảo Liên Đăng có thể giúp ngươi tìm lại ký ức, ta sẽ đi cùng ngươi. Dù sao cũng chẳng có nơi nào để đi. Lần trước ta đã nhìn thấy núi Thúy Bình trên bích họa ở miếu thần Đăng. Ta cho rằng tới đó chắc ta sẽ biết mình là ai. Vậy chúng ta tới núi Thúy Bình. Vết thương lần trước cô cứu ta vẫn chưa lành phải không? Để ta xem một chút. Là cái này hả? Ngươi làm gì vậy? Ta xem một cái thôi. Tình háo sắc. Dị Lan, ngươi không sao chứ? Dị Lan, ngươi đâu rồi? Ngươi mau lên đây đi. Ta ở đây này. Ngươi mau lên đi. Dị Lan. Nghe đồn núi Thúy Bình này có rất nhiều quan hồn, cẩn thận thì hơn. Nào, uống đi. Uống. Đại ca, ta đi nhà xí một lát. Kẻ lười biếng chỉ mượn cớ chuồn đi. Đúng thế, đi nhanh về nhanh đấy. Hôm nay vất vả cho các vị. Ý chỉ của ma quân, tên tiểu tử quái vật ba mắt kia nhất định sẽ tới chỗ này. Hãy chú ý động tĩnh xung quanh. Yên tâm đi đại ca, có mấy huynh đệ chúng ta ở đây, đảm bảo không việc gì. Đến uống rượu đi đại ca. Nào. Ngạc nhiên sững sờ. Trong đường chút có người. Đuổi theo. Núi Thúy Bình. Nếu không phải hỗn độn xuất thế, đèn, chấm đèn. Đèn,
sao ảo giác ngày càng nhiều lên vậy? A Tinh, ta nghĩ một lát nữa ta sẽ tự vào. Cô ở đây chờ ta. Ella tiếp tục tiến lên phía trước. Giờ là lúc nào rồi? Ngươi nói xui xẻo gì vậy? Đi thì cùng nhau đi. Ta có gì đáng để cô đối xử với ta như vậy chứ? Lần này nếu chúng ta bình an trở về, ta sẽ cầu thân với Lưu đại ca. Cô có bằng lòng không? Mau đi thôi. Nhà họ Dương. Tiễn Nhi, mau tới nếm thử bánh mẹ vừa nướng đi, thơm lắm đó. Tiễn Nhi, con phải ăn nhiều chút. Con xem con gầy chưa kìa. Hôm nay là sinh thần của con, quên rồi hả? Nào, cha vẽ một bức chân dung mới cho con. Tiễn Nhi, xem này, chữ này là nhớ nhà. Tiễn Nhi, con khát rồi phải không? Uống chút nước nào. Tiễn Nhi ngoan, đừng nghịch nữa, mau đi tắm đi. Tiễn Nhi đừng khóc, con xem trăm lông phượng của mẹ có đẹp không. Vốn dĩ chúng ta có thể bầu bạn cùng con, hạnh phúc lớn khôn như trong bức tranh. Nhưng thế gian này tạo hóa lại trêu ngươi. Cha, mẹ. Dì Lan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta là Dương Tiễn. Ngươi nhớ ra hết rồi ư? Hóa ra tất cả đều là ảo cảnh. Họ để lại ảo cảnh cho ta. Họ là ai? Cha ta, mẹ ta. Hóa ra những ngọn đèn trời đó chính là Bảo Liên Đăng. Tiễn Nhi, cha, mẹ, con trai, con đã lớn thế này rồi. Lúc đó cha con còn chê con gầy, sợ con bị người ta bắt nạt. Mấy năm nay
chắc con chịu không ít khổ cực. Con hận hai người. Hai người có biết bao năm qua con nhớ hai người nhiều thế nào không? Con nhà người ta từ bé đã có mẹ thương, mắc sai lầm sẽ có cha dạy dỗ. Còn con thì sao? Bọn họ còn ngưỡng mộ con, từ nhỏ không ai quản lý, có thể thích làm gì thì làm. Thế nhưng con lại ngưỡng mộ họ. Có cha, có mẹ. Tiễn Nhi, hai người có thể nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chút pháp lực cuối cùng của mẹ con trước khi lâm chung đã nhốt thần thức của hai chúng ta ở nơi này, chỉ là để bầu bạn cùng con lớn khôn trong ảo cảnh. Bao nhiêu năm đã trôi qua, cuối cùng chúng ta đã nhìn thấy con. Trời đất bất nhân, sao lại bỏ rơi con? Cả đời của mẹ thân bất do kỷ, mẹ chỉ không muốn con bước vào vết xe đổ của cha mẹ. Chỉ hy vọng con không bị cuộc đời dày dò, sống cho riêng mình. Dù con giống mẹ, phải lòng một người phàm, cũng không cần bị thiên đình làm khó. Thế nhưng rốt cuộc đây chỉ là tâm nguyện của mẹ thôi. Đèn ở nơi đó, lựa chọn ra sao vẫn để con tự quyết định. Được, con nguyện cầm bảo liên đăng, tự đưa ra lựa chọn cho mình. Nhận lấy bảo đăng, Tiễn Nhi, con sẽ kế thừa thần lực năm xưa của mẹ. Mẹ chỉ hy vọng con dùng thần lực vào việc thiện, cả đời bình an. Bây giờ huynh định mang bảo liên đăng về thiên đình sao? Không, ta muốn về miếu đăng thần giải quyết tai họa này. Nhưng mẹ huynh đã nói không cần huynh gánh vác những chuyện này, nhưng đây là lựa chọn của ta. Cha mẹ ở trên cao, con nguyện thề với bảo liên đăng, sau khi bảo vệ bách tính phàm trần, con nguyện thành hôn cùng vị cô nương này, là một người phàm trần, ân ái trọn đời. Cho dù tuổi thọ có hạn, chỉ càng phải trân trọng lẫn nhau. Vì sao cứ càng lại gần huynh ấy, dự cảm này lại càng mãnh liệt? Sống ở nhân gian lâu quá rồi đấy, tên ngốc kia chỉ hơi lơ là, cậu đã gây ra tai họa lớn như vậy cho lão. Đây, con tìm thấy cây đèn nát này rồi. Con tìm thấy nó ở đâu thế? Có ở đâu nữa? Dĩ nhiên là nơi thần thức của cha mẹ con tồn tại. Con, Tiễn Nhi, con biết hết tất cả rồi ư? Sư phụ, vì sao cứ giấu giếm con? Năm xưa tại sao thiên quân không quan tâm hỏi han? Tiễn Nhi, thiên quân ngày ấy có nỗi khổ riêng, vậy người cũng có nỗi khổ riêng rồi. Tiễn Nhi, con đừng giận ta mà, chờ đã. Bây giờ tên ngốc Dương Tiễn đó cố chấp muốn đi một mình. Một mình hắn mang theo bảo liên đăng đi tìm hỗn độn rồi. Ngài nghĩ xem, nếu hỗn độn lấy được thần đăng của chúng ta, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Trẫm ra lệnh cho ngươi lập tức dẫn 10 vạn thiên binh hạ phàm, đưa cả người và đèn về thiên đình. Thiên quân, nếu người không chịu ra tay, trẫm có thể đổi người khác. Thần đi.
Đài Loan. Bây giờ thành thân không may mắn đâu. Ta chẳng nghĩ nhiều như thế. Ta cô độc thì thôi, chứ không thể để muội ta phải cô độc cùng ta cả đời, phải không? Hôm nay đón một chàng rể về, ngày mai sẽ tìm chị dâu cho chúng mày, sau đó ta sẽ tìm một con chó cái, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau, phải không? Mở phường nhuộm vải bao nhiêu năm nay, ta chưa từng thấy chất vải nào tốt như thế này. Không ngờ lại có ngài. Ta có thể khoác nó lên người. Nếu muội mặc nó lên, chắc sẽ là người đẹp nhất. Dị Lan, chi bằng chúng ta thành thân trước. Nhưng ta cứ nghĩ đến chuyện có kẻ gian mượn danh đăng thần đang đục trịch hành động trong bóng tối, lòng của ta không thể nào bình tĩnh. Chiếc trâm cài này là vật mẹ ta để lại cho ta. Hôm nay ta trao nó cho muội. Hôm nay huynh đừng đi được không? Hai chúng ta bên nhau đã lâu. Ta đã lừa muội khi nào chưa? Ta nhất định sẽ quay về cưới muội. Dị Lan, bội phu, bội phu, A Tinh. Hôm nay ta đây sẽ đích thân kích liễu ngươi, báo thù cho cha mẹ ta. Mang thêm một cây đàn nát không châm nổi lửa mà muốn đơn độc xông lên. Thời cơ đã đến, hiện thân đi. Kẻ trộm đèn trong tàn bão cát. Lần này lập được công lớn,
A Tinh, A Tinh, A Tinh, các ngươi đã làm gì A Tinh? Nếu dám động vào một sợi lông của mùi ấy, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi vẫn chưa biết đúng không? 10.000 năm trước, vốn dĩ cô ta là một mồi lửa rơi xuống phàm trần. Bảo Liên Đăng không bị phá hủy thì cô ta sẽ vĩnh viễn không có được tự do. Hai người các ngươi cũng chỉ là quân tốt nhỏ bé của việc thay thiên quán địa này thôi. Muội vẫn luôn gạt ta. Giao ước giữa ta và ngươi đã hoàn thành. Ngươi được tự do rồi. Ta đã hoàn thành theo lời dặn dò của ngài rồi. Chỉ cần ngài hòa hợp với Bảo Liên Đăng thì sẽ hoàn toàn sống lại. Bàn cổ hỗn độn, phân đục trong, dừng ấn quá yếu, dạng mầm sinh, thần hồn mênh mang, về nơi đâu? Bích thủy sinh quyền, hiện nguyên hình. Quá là điều mà ta nhìn thấy không phải là ảo giác. Ngươi biết rõ kết cục của việc phản bội lão phu. Ban đầu đã nói rõ, chỉ cần thay ngài tìm Bảo Liên Đăng để đổi lấy tự do của ta. Không hề nói phải giết huynh ấy. Cầu xin ma quân, nể tình ta đã tìm kiếm Bảo Liên Đăng cho ngài, mà cho huynh ấy một đường sống. Người này không thể giữ lại. Được. Vậy hôm nay chúng ta cùng cá chết lưới rách. Đi thôi. Đợi đã. Chủ nhân, ta đi bắt bọn họ lại. Mặc dù bản quân đã hợp thành hình, nhưng lại không có thể xác. Chờ đến ngày Thái Âm thì Ma Linh mới xem như hợp nhất hoàn toàn. Chính sự gấp gáp, ngươi tạm đi sắp xếp đi. Tuân lệnh. Dạo này không được bình an lắm. Các ngươi từng nghe truyền thuyết đó chưa? Cứ mỗi 10.000 năm, tà thần thượng cổ hỗn độn sẽ xuất thế, lật đổ đất trời. Ông của ông ta từng nói, lễ đăng thần chính là ngày cúng tế của phong ấn hỗn độn. Tiêu rồi, năm nay không tổ chức được lễ đăng thần rồi. Sắp có chuyện lớn rồi. Lý Thiện Nhân nói, đợi sau ngày tổ chức lễ đăng thần thì có thể dập tắt những chuyện lạ của trời đất. Có công phu nói bừa như vậy, chỉ bằng tăng cường chuẩn bị đi. Đúng vậy. Muội gạt ta.
muội vẫn luôn gạt ta. Tại sao muội còn muốn cứu ta? Nào, uống thuốc đi. Huynh đâm trả ta một kiếm, ta và huynh đoạn tuyệt. Dương Tiễn, ngươi vì ghen ghét ta, đột mất trách nhiệm bảo hộ Bảo Liên Đăng, lại cố ý trộm Bảo Liên Đăng đi. Không ngờ lại bị ta bắt gặp. Còn nói mình bị oan nữa không? Muội, nếu Bảo Liên Đăng có thể giúp huynh tìm lại ký ức, ta sẽ đi cùng huynh. Nhị Lan, được, muội muốn làm gì? Huynh không ra tay được thì để ta. A Tinh, đừng. A Tinh, đây là tam muội chân quả, có thể xua đuổi tà ác và lạnh giá. Lát nữa muội lại sắc thêm và thang thuốc mang đến. A Tinh, A Tinh, vì nương một đời thân bất do kỷ, chỉ mong con không bước vào vết xe đổ của chúng ta. Chỉ hy vọng con không vì bá tánh mà kiệt sức. Sống vì bản thân mình, sống vì bản thân mình. Đừng uống nữa, uống nữa sẽ say đấy. Không cần muội quan tâm. Ngày mai là lễ đăng thần, cũng chính là ngày Thái Âm. Nếu hỗn độn hợp nhất người và đăng để hình thành thể xác, thì lục giới nháo nhào, không có ánh sáng mặt trời. Liên quan gì đến ta? Huynh không sợ hỗn độn xuất thế sẽ khiến sinh linh lầm than sao? Vậy thì sao chứ? Ta lại đánh không thắng hắn. Ta giúp huynh. Muội, muội tốt với ta là vì ta hay Bảo Liên Đăng. Ca, huynh kiếm ở đâu ra nhiều bạc như vậy? Số bạc này à, vốn dĩ là muốn tích lũy để tìm chị dâu cho muội. Mặc dù ta tìm không được, nhưng muội tìm được một người phu quân về thì cũng không tệ. Số bạc này để lại cho hai người dùng để thành thân. Ca, huynh đã nghe lâu như vậy. Mặc dù không biết hai người muốn làm gì, nhưng ta biết chuyện hai người muốn làm chắc chắn là chuyện đại sự. Đời này của ca ca muội chẳng làm được chuyện đại sự gì, nhưng đối với ta, chuyện đại sự quan trọng nhất chính là khiến cho gia đình này của chúng ta được đoàn viên. Cha mẹ ta, họ vì sự đoàn viên của người khác mà đã hy sinh bản thân mình. Nhị Lan, ta thật sự rất hận bản thân mình. Cha mẹ ta có thể buông bỏ tất cả mọi thứ để đối đầu với hỗn độn, nhưng ta lại chẳng làm được gì. Ừ.
muội phu à. Một người đàn ông thua một trận đã lảm nhảm không ngừng, sau này làm sao bảo vệ muội muội ta? Ngươi đi đâu, muội ấy cùng ngươi đi đấy. Đường đều do bản thân đi mà thành, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Đến trẻ con 3 tuổi cũng hiểu đạo lý này. Nói lời suối quẩy gì thế hả? Muốn đi thì cùng nhau đi. Ta có gì đáng để muội đối xử tốt với ta vậy? Con xem số đèn khổng minh khắp bầu trời này đi, đều là đèn mà nhân gian vì tưởng nhớ mẫu thân con mà thả lên. Họ không tiếc sinh mạng để đổi lấy sự thái bình cho nhân gian, chỉ vì họ tin tưởng lẫn nhau, cũng tin tưởng con. Tình có thể khiến người ta trở nên yếu đuối, cũng có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ. Sau này con sẽ hiểu. Đúng vậy, ngã ở đâu thì nên đứng lên ở đó. Đường đều do bản thân đi mà thành. Đúng vậy, huynh đi thì ta cũng đi. Được, ta đi hâm nóng lại cơm đây. Đăng thần phù hộ, đăng thần phù hộ. Chuyện lạ tiêu tan, chuyện lạ tiêu tan. Ban cho ta ánh sáng mặt trời, ban cho ta ánh sáng mặt trời. Người xem bắt đầu rồi. Đăng thần phù hộ, chuyện lạ tiêu tan. Ban cho ta ánh sáng mặt trời, chuyện lạ tiêu tan. Ban cho ta ánh sáng mặt trời, chuyện lạ tiêu tan. Có yêu quái, có chuyện lạ. Chẳng lẽ hỗn độn xuất thế? Không thấy miếu đăng thần nữa rồi. Đăng thần phù hộ, chuyện lạ tiêu tan. Lão phu đã đợi ngày này hàng vạn năm rồi. Với thần lực của Bảo Liên Đăng, thiên địa lục giới lại sắp rơi vào bàn tay của lão phu rồi. Nhị Lan, ta sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Ta cũng vậy, có một bên cạnh ta không sợ gì cả. Đúng là giống cảnh tượng huyền ảo mà ta nhìn thấy. Quả nhiên bọn họ đến rồi. Chỉ là hạng tép riêu hèn mọn mà dám cả gan liều lĩnh. Muội muội, muội phu, đó chính là ma quân hỗn độn đấy. Có phải hai người đã biết từ lâu rồi không? Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao đây? Muội xem đèn, nhanh lên thắp đèn. Thắp đèn là ý gì? Đèn, mau thắp đèn lên. Thắp đèn trời lên rồi.
thắp đèn trời lên rồi. Hy vọng đèn trời có thể thu hút Bảo Liên Đăng ra ngoài. Điều này mới nực cười làm sao? Không còn sức phản kháng rồi sao? Tất cả biến thành tro bụi hết đi. Nhị Lan, ta chuyện nên làm đều đã làm rồi. Tại sao vẫn không có tác dụng? Tại sao vẫn không có tác dụng? Tại sao vẫn không có tác dụng? Dạng năm trước, vốn dĩ cô ấy là một mồi lửa rơi xuống nhân gian. Bảo Liên Đăng không bị hủy thì cô ấy vĩnh viễn không có được tự do. Thì ra tất cả đã được số mệnh định đoạt. Ta chính là tam muội chân quả, chính là mồi lửa của Bảo Liên Đăng, cũng chính là sức mạnh của huynh. A Tinh, muội muốn làm gì? A Tinh, Nhị Lan, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm được rồi. Đốt cháy bản thân, hy vọng Đăng Thần có thể cảm nhận được lời kêu gọi của huynh. Chỉ là một mồi lửa nhỏ mà lại dám liều mạng với lão phu, đáng khen cho sự dũng cảm này. Quả thật là tạo quá triêu ngươi. Vốn cho rằng tự do của bản thân là ở bên cạnh huynh, nhưng không ngờ huynh lại có thể khiến ta từ bỏ tất cả. Lần đầu gặp huynh giống như số mệnh đã an bài. Cùng huynh đi khắp chân trời góc bể đều không hối hận. Nếu có kiếp sau, hy vọng ta vẫn là người đầu tiên gọi huynh là Nhị Lan. Nhị Lan, kiên cường lên. A Tinh, thiêu thân lao vào lửa sao? Chuyện gì thế này? Cơ thể của ta, Bảo Liên Đăng, tiêu diệt tên nhóc ba mắt đó cho ta. A Tinh, ta cảm nhận được sức mạnh to lớn của Bảo Liên Đăng. Muội có nghe được không? Kích ba đầu hai lưỡi đao và thiên nhãn ở trán.
Đăng thần hiển linh rồi. Đăng thần hiển linh rồi. A Tinh, ta đã bảo vệ được Bảo Liên Đăng rồi, muội vẫn có thể quay về chứ? Sắc phong Dương Tiễn làm chiến thần, thần bảo hộ Bảo Liên Đăng, thanh nguyên diệu đạo chân quân, thần dũng đại tướng quân, ban thưởng lệnh bài vàng, gia nhập sách tiên tịch, phong chức thượng thần, ban khai phủ riêng, nhận hương quả nhân gian, trăm đóa hoa tứ kim, trăm bình ngự tủ, trăm viên hoàng đan, trăm hòn dị bảo Minh Châu. Muội không ở đây thì kỳ trân dị bảo kết gì chứ? Đều tại chiếc đèn nhỏ rách rưới này, hại huynh và ta âm dương cách biệt làm hai. Sao muội lại ở đây? Ta không nằm mơ chứ? Chỉ cần có Bảo Liên Đăng, nếu huynh muốn gặp ta, lúc nào ta cũng có thể đến tìm huynh. Muội biết không, lúc muội không ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta rất muốn kể cho muội nghe. Toàn bộ hoa ở thiên đình giao chỉ đều nở cả rồi, hoa nở rất đẹp, chắc chắn muội sẽ rất thích. Sư phụ ta lão đầu sai mềm đó chẳng phải vô cùng thích rượu sao? Sau đó ông ấy lén đi uống rượu thánh, đã bị Đỗ Khang phát hiện, đuổi đánh ông đến tận hành cung. Còn nữa là tên nhóc to con đó, nó vẫn luôn ở bên cạnh ta. Dị Lan, sao huynh vẫn nhiều lời như thế nhỉ? Huynh đã đồng ý cưới ta, nói lời phải giữ lời đấy. Có khi nào ta gạt muội không? Miếu Nhị Lan Thần, cái này hoàn toàn không phải Nhị Lan của trấn chúng ta. Cái này cũng không phải rồi. Đúng vậy, chẳng giống chút nào cả. Sao lại thế này? Không cần tranh giành nữa rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn không phải. Trước giờ chưa từng gặp. Mọi người bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Mọi người xem cho kỹ đi, cẩn thận mà xem đi. Chẳng phải giống hệt với Nhị Lan nhà bọn ta sao? Chỗ nào không giống chứ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
我不掉，仍在燃烧。